Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Hello Dược Sĩ, trò chuyện với Dược Sĩ. Và trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì tôi xin đề cập đến vấn đề về gen. Gen có thay đổi được hay không? Và hoạt động, có những cái hoạt động nào của gen thì có thể thay đổi được? Và sự tác động của môi trường sống và cái thực phẩm chúng ta sử dụng đến gen như thế nào? Chúng ta biết rằng là gen là một yếu tố di truyền, và khi nhắc đến gen thì người ta nói là gì ạ? Mỗi một cá thể thì có một đặc trưng khác nhau và do một gen quy định. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều người cho rằng là gen là cái không thể biến đổi được, nó sẽ di truyền từ thế hệ trước ra thế hệ sau. Nhưng các bạn phải hiểu rằng là chúng ta chú ý rằng là gen thì có hai phần. Phần thứ nhất là cái thành phần mà cấu tạo nên cái trình tự của gen, thì cái này từ yếu tố di truyền. Và cái phần thứ hai được gọi là epigenome. Thì epigenome là cái phần mà nó không mang tính di truyền và nó được gắn vào trong đoạn ADN của chúng ta. Không thay đổi về mặt trình tự các đoạn của gen, nhưng chúng ta có thể thay đổi được về cái mặt hoạt động của gen bằng cách là chúng ta thay đổi thành phần epigenome. Cái gen biểu sinh, tức là cái gen ngoại, ra phần gen mà không có tính di truyền, tức là các cái epigenome. Đấy, vì cái epigenome này nó không di truyền ạ, mà mỗi một cá thể thì nó sẽ có các cái phần nó gắn vào cái đoạn ADN trong phần gen của chúng ta. Và cái đó nó sẽ thay đổi được cái hoạt động của gen. Còn cái thành phần để cấu tạo nên trình tự của đoạn gen thì cái đấy nó không thể thay đổi được. Và nó mang tính chất di truyền. Trừ trường hợp là gì, có hiện tượng đột biến gen thì mới diễn ra thôi. Dạng sửa đổi gen phổ biến nhất tác động lên epigenome ấy, đó chính là cái quá trình metin hóa ADN. Tức là chúng ta sẽ gắn các cái nhóm metin RCS3 đấy ạ vào cái đoạn ADN của chúng ta. Quá trình cơ thể chúng ta nó gắn cái nhóm metin vào cái đoạn ADN ấy, thì nó lại phụ thuộc nhiều vào cái loại thực phẩm chúng ta sử dụng và tùy thuộc vào cái môi trường chúng ta sống. Gen thì bản chất của gen thì trình tự các đoạn gen thì không thay đổi, nó sẽ mang đến di truyền. Nhưng cái hoạt động của gen thì chúng ta có thể thay đổi được bằng cách chúng ta gắn cái nhóm metin vào cái đoạn ADN của chúng ta, gọi là quá trình metin hóa. Một nghiên cứu về cái sự tác động của yếu tố môi trường bên ngoài đến hoạt động của gen. Cụ thể là người ta xem xét cái mối tương quan giữa cái việc hút thuốc với cái gen được thực hiện bởi Đại học Uppsala ở Thụy Điển, thì cho kết quả như sau. Việc hút thuốc sẽ gây ra tác động gắn các nhóm metin vào 95 vị trí trong ADN. Và khi quan sát cấu tạo của các vị trí này thì người ta phát hiện chúng có liên quan đến liên kết thụ thể insulin, sự hấp thụ glucose, điều chỉnh phân hóa tế bào miễn dịch, gây viêm nhiễm, sản xuất vật chất miễn dịch, phân bào tế bào tinh hoàn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là hút thuốc thì có ảnh hưởng đến gen, đến hoạt động của gen. Và nó có thể gây ra liên quan đến các bệnh như là ung thư, tiểu đường, vô sinh và gì ạ, chức năng miễn dịch của cơ thể. Sau đây là một thí nghiệm nói về cái mối tương quan giữa cái việc sử dụng nguồn thực phẩm, nguồn thức ăn có đưa vào với cái gen biểu sinh. Thí nghiệm về cái nguồn chất dinh dưỡng liên quan đến gen biểu sinh được tiến sĩ Randy Zettel ở Đại học Duke đã tiến hành như sau. Ông đã cho hai nhóm chuột, một nhóm chuột được cung cấp đầy đủ về nguồn dinh dưỡng và một nhóm chuột ít được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Và sau đó thì ông thấy rằng là đối với nhóm chuột mà được cung cấp đầy đủ nguồn dinh dưỡng khi người mẹ mang thai như acid folic, B12, choline, betaine, vân vân, thì chuột sinh ra khỏe mạnh, rất ít mang bệnh tật. Còn nhóm chuột thứ hai là nhóm chuột mà gì ạ? Người mẹ không được cung cấp đầy đủ về nguồn dinh dưỡng, thì sau khi mà sinh ra thì con có nguy cơ rất cao mắc các bệnh tiểu đường và ung thư. Như vậy rằng là thông qua thí nghiệm này ta thấy rằng là cái nguồn dinh dưỡng, tức là cái thực phẩm chúng ta sử dụng, nó cũng có ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động của gen biểu sinh. Như vậy là thông qua hai thí nghiệm, cái hoạt động của gen có thể thay đổi, nó tùy thuộc vào cái môi trường chúng ta sống và cái nguồn thực phẩm mà chúng ta sử dụng. Khi chúng ta muốn thay đổi được cái hoạt động của gen đấy, đó là do cái hiện tượng metin hóa đối với các đoạn ADN của chúng ta. Và cái sự hoạt động của gen có bị thay đổi đó là do cái hiện tượng metin hóa các đoạn ADN. Vậy thì các cái chất dinh dưỡng nào có thể thúc đẩy quá trình metin hóa? Các chất dinh dưỡng như là acid folic, B6, B12, betaine, methionine, vân vân là các chất làm tăng cái hiện tượng metin hóa lên đoạn gen của chúng ta.
Ngoài ra thì còn có một chất gọi là phytochemical. Phyto tức là thực vật, còn chemical tức là hóa học. Và ý muốn nói ở đây là đến các chất hóa thực vật mà có hoạt tính sinh lý thì cũng có lợi cho con người bằng cách là nó cũng làm tăng cái hiện tượng mê tiêu hóa đoạn gen chúng ta. Ngoài ra thì curcumin trong nghệ cũng là một thành phần quan trọng thúc đẩy cho quá trình mê tiêu hóa. Như vậy là gì ạ? Để như vậy là cái hoạt động, cái cấu trúc về cái thứ tự của đoạn gen thì không thay đổi được. Nhưng mà cái hoạt động của gen thì chúng ta có thể thay đổi được. Đó chính là lý do vì sao mình thấy rằng là có thể có hai anh em sinh đôi cùng trứng, có cấu trúc như nhau, cùng sống trong một, nhưng nếu sống ở hai môi trường khác nhau thì cái cơ thể sau khi mà trưởng thành ấy của hai cá thể đấy có thể là khác nhau. Như vậy là chị ạ, gen thì nó mang tính chất di truyền, nhưng gen nó không phải là cố định và hoạt động của gen thì có thể thay đổi được, tùy thuộc vào gì ạ, chúng ta sống ở đâu, tùy thuộc vào chúng ta ăn cái gì. Cho nên là chúng ta mắc các loại bệnh tật hoặc là chúng ta có thân hình mà chúng ta chưa mong muốn, đó không phải lỗi tại gen mà đó là do lỗi bản thân của chúng ta. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy để lại cho tôi một lượt like và nhớ đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo của video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!